Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. Bruno Fernandes chỉ ký hợp đồng mới nếu có Paul Pogba. Fan cuồng đột nhập doanh trại tấn công Man United. Man United chốt giá bán Jesse Lingard. Mâu thuẫn Guardiola, Raheem Sterling hát kiếp dự bị. Tiền vệ Bruno Fernandes sẽ chỉ ký hợp đồng gia hạn với Man United với điều kiện Paul Pogba cũng làm điều tương tự như vậy. Bruno Fernandes gia nhập Man United vào tháng 1 năm 2020 với mức lương là 100.000 bảng trên một tuần. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thể hiện phong độ vô cùng tuyệt vời và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn trói chân anh thật chặt. Theo The Sun, hồi tháng 3 vừa qua, MU đã đề nghị Bruno Fernandes hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng lương tăng lên gấp đôi thành 200.000 bảng trên một tuần. Dù vậy, Bruno vẫn chưa sẵn sàng đàm phán gia hạn hợp đồng. Lý do là bởi tiền vệ sinh năm 1994 chỉ muốn đặt bút ký vào hợp đồng mới khi Quỷ Đỏ có thể vạch ra một kế hoạch dài hơi trong tương lai. Bruno không giấu giếm nguyện vọng được thi đấu cho một tập thể có thể sẵn sàng cạnh tranh những danh hiệu cao quý. Anh muốn MU thực sự nghiêm túc trong kế hoạch này để bạo chi và đem về Old Trafford những ngôi sao chất lượng. Ngoài ra, một lý do khác khiến Bruno chưa muốn đàm phán gia hạn hợp đồng đến từ việc tương lai của Paul Pogba tại Old Trafford vẫn chưa chắc chắn. Trong suốt thời gian qua, Pogba cùng với người đại diện không ít lần úp mở việc chuyển tới thi đấu cho một đội bóng mới. Đây là điều Bruno không hề mong muốn. Theo The Sun, mối quan hệ của Bruno và Pogba đã thân thiết trong những tuần gần đây. Bruno tin rằng Pogba sẽ giúp anh trở nên tốt hơn, cũng như hai người có thể cùng nhau làm tốt hơn nhiều cho MU. Vẫn còn phải xem liệu Paul Pogba có suy nghĩ tương tự hay không. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp với MU sẽ hết hạn vào hè năm sau và vẫn luôn xuất hiện thông tin Pogba muốn ra đi với các bến đỗ tiềm năng là Juve và Real Madrid. Sự kiện Super League khiến nội tình của MU rối ren, người hâm mộ cũng nhân cơ hội này để nổi loạn. Chiều ngày 22 tháng 4 theo giờ Việt Nam, khoảng 20 người hâm mộ MU đã tụ tập tại trung tâm huấn luyện Carrington để thể hiện sự phản đối sau khi Quỷ Đỏ tham gia thành lập European Super League. Nhóm người này mang theo những tấm băng rôn để thể hiện sự phản đối với nhà Glazer, chủ sở hữu đội bóng. Tấm băng rôn viết: "Các người chỉ được thi đấu khi chúng tôi quyết định." Hay 51% MUFC 20. Ý muốn câu lạc bộ chuyển sang mô hình sở hữu đội bóng theo kiểu bóng đá Đức, người hâm mộ nắm 51% cổ phần. Nhóm fan cuồng thậm chí còn chặn cả hai lối vào của cửa trung tâm huấn luyện và ngăn không cho cầu thủ, ban huấn luyện lẫn nhân viên ra vào. Trước tình hình căng thẳng, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, hai trợ lý Michael Carrick và Darren Fletcher và đội phó Nemanja Matic buộc phải ra mặt để nói chuyện. Đáng nói hơn, Solskjaer cũng bị nhóm người này chất vấn vì không dám công khai phản đối giới chủ MU. Theo ghi nhận từ giới truyền thông, Solskjaer đã lên tiếng bênh vực chủ tịch Joe Glazer. Joe yêu câu lạc bộ này, tuy nhiên lập tức bị nhóm người đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt như: "Ông ta chỉ yêu tiền kiếm được từ đội bóng mà thôi." Hay: "Chúng tôi không cần ông giảng giải về lịch sử, phải tới khi lực lượng cảnh sát xuất hiện, các fan cuồng mới rời đi." Ngày 19 tháng 4, nhóm 12 câu lạc bộ lớn nhất châu Âu, trong đó có Man United, công bố thành lập Super League nhằm đối chọi trực tiếp với Champions League và UEFA. Đồng chủ tịch Quỷ Đỏ Joe Glazer cũng giữ vai trò phó chủ tịch điều hành. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối dữ dội từ UEFA, FIFA, người hâm mộ và cả chính phủ. Sự ép khủng khiếp từ dư luận khiến các thành viên của Super League, đặc biệt là nhóm Big Six ngoại hạng Anh đã dao động. Tính đến ngày 22 tháng 4, ngoại trừ Real Madrid, Barca và Juve, toàn bộ nhóm Big Six ngoại hạng Anh cùng Atletico Madrid, Inter Milan và AC Milan đều đã tuyên bố rút lui và khiến Super League có nguy cơ chết yểu. Nghiêm trọng hơn, thượng tầng MU còn đứng trước biến động lớn khi phó chủ tịch điều hành Ed Woodward tuyên bố từ chức. Đêm ngày 21 tháng 4, chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố rút lui, đồng chủ tịch Joe Glazer cũng gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ. Vài ngày qua, tất cả chúng ta đã chứng kiến niềm đam mê lớn lao mà bóng đá tạo ra cùng với lòng trung thành sâu sắc mà người hâm mộ dành cho một đội bóng vĩ đại này. Người hâm mộ thể hiện rất rõ sự phản đối dành cho European Super League và chúng tôi cũng lắng nghe họ. Chúng tôi đã sai lầm và muốn mọi thứ trở lại với quỹ đạo. Manchester United và West Ham dường như đã đi đến kết luận cuối cùng để thống nhất việc chuyển nhượng tiền vệ Jesse Lingard trong mùa hè năm 2021. Jesse Lingard thất sủng tại Man United trong suốt 3 mùa giải vừa qua. Chính vì thế, anh không có cửa trở lại với sân Old Trafford, mặc dù huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố vẫn cần có anh.
Nếu trở lại, Lingard sẽ sắm vai dự bị và cầu thủ người Anh muốn đến với West Ham để thường xuyên được ra sân tại ngoại hạng Anh. 21,5 triệu bảng là cái giá hai câu lạc bộ đang thống nhất để Jesse Lingard có thể ra đi. Với một cầu thủ sắp bước sang tuổi 29 và mới có khoảng 2 tháng thi đấu ấn tượng, mức giá trên được xem là chấp nhận được đối với West Ham. Mới đá cho West Ham 10 trận nhưng Jesse Lingard đang thể hiện chuỗi phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng cho đội bóng này. Chính vì thế, anh thuyết phục hoàn toàn huấn luyện viên David Moyes và nhiều khả năng sẽ chuyển hẳn sang khoác áo của West Ham từ mùa giải tiếp theo. Tại West Ham, tiền vệ người Anh kết hợp với Declan Rice, Thomas Toksek tạo ra một tuyến giữa công thủ toàn diện của đội bóng thành London. Họ vẫn đang đứng trong top 5 ngoại hạng Anh và có cơ hội cạnh tranh top 4 cùng một tấm vé dự cúp châu Âu vào mùa giải tiếp theo. Cựu danh thủ Reece Nab nhận định Raheem Sterling có thể đang gặp vấn đề về mối quan hệ với huấn luyện viên Pep Guardiola. Hai tháng trở lại đây, Sterling sa sút phong độ và không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công của Man City. Điều đáng nói, trong khoảng thời gian tiền đạo người Anh mất hút, đoàn quân áo xanh ra trời vẫn thi đấu thăng hoa với chuỗi 21 trận thắng. Thực tế, Sterling tịt ngòi kể từ sau chiến thắng trước Arsenal. Làm khách trên sân của Villa Park mới đây, anh phải ngồi trên băng ghế dự bị. Chia sẻ trên Sky Sport, bình luận viên và cũng là cựu danh thủ Reece Nab phỏng đoán đang có mâu thuẫn nào đó giữa Pep Guardiola và Sterling. Phil Foden sẽ cạnh tranh với chính người đồng đội Sterling và huấn luyện viên Southgate cũng sẽ lựa chọn một trong số họ cùng với Rashford và Harry Kane trên hàng công của đội tuyển Anh. Ở thời điểm hiện tại, Sterling đang có phong độ không tốt và dường như cậu ấy có bất đồng với Pep Guardiola. Trong chiến thắng ngược dòng trên sân Villa Park, Reece Nab cũng đặc biệt khen ngợi Phil Foden, người đã ghi bàn gỡ hòa một đều quan trọng cho đội khách. Mọi người rất phấn khích về tài năng của Foden, cậu ấy quả là của hiếm. Với một cầu thủ trẻ mà chơi với sự thanh thoát và bùng nổ như vậy thì thật là khó tin. Người hâm mộ Barca có thêm hy vọng rằng đội bóng sẽ giữ chân thành công ngôi sao số 1 trong lịch sử câu lạc bộ. Theo phát thanh viên Christian Martin của ESPN, Lionel Messi sắp gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Barca. Anh sẽ sát cánh cùng Sergio Aguero tại Camp Nou từ mùa giải tới. Messi đang bước vào những tháng cuối trong hợp đồng với Barca. Empolga đã từ chối mọi đề nghị để tập trung cống hiến cho câu lạc bộ xứ Catalan. Barca không thi đấu thành công ở Champions League, nhưng cách câu lạc bộ này vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về để đăng quang tại Cúp Nhà Vua và trở lại với cuộc đua La Liga có thể đã khiến cho siêu sao sinh năm 1987 hồi tâm chuyển ý. Ở mùa giải 2020-2021, Messi từng có khởi đầu chậm chạp với những thống kê nghèo nàn cộng với việc liên tục dính chấn thương. Tuy nhiên, anh đã sớm tìm lại phong độ đỉnh cao. Empolga hiện có 31 bàn, kiến tạo 10 lần trên mọi đấu trường. Hiện tại, Barca đang đứng thứ 3 tại La Liga với 65 điểm, kém Atletico Madrid 5 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Messi cùng đồng đội vẫn còn cơ hội vượt mặt đối thủ thành Madrid nếu giành chiến thắng ở cả trận đá bù và màn đối đầu trực tiếp cùng với đội bóng thành Madrid trên sân Camp Nou vào tháng 5. Trước mắt, Barca là màn đọ sức với Getafe vào ngày 23 tháng 4. Giới chuyên môn đánh giá thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ không gặp quá nhiều khó khăn bởi Getafe đang có chuỗi 6 trận không thắng tại La Liga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.